Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì sau những chuyến hành trình ở buổi trước thì mình có đăng một clip mình đi qua Quảng Trị đó anh em. Thì hiện tại thì mình đã tới bãi Kim Thành. Thì hiện tại mình đang ở cái bãi Quảng ở Kim Thành, Lào Cai nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái khung cảnh ở bãi Quảng. Hôm trước thì mình đậu ở bãi Bãi Rau ở phía dưới. Ờ, hôm nay thì chắc ở dưới bãi Rau nó đông xe quá thì họ cho đậu ở trên bãi Quặng này. Đây là cái khung cảnh ở bãi Quặng nha anh em, khá là đông xe luôn. Thì thời điểm này hình như là xe ngoài này tập trung ngoài này rất nhiều, trong kia rất là ít xe. Wow, đông kinh hồn. Hồi trưa là xe nó còn đổ ngang chỗ này anh em, đổ là chỗ này này rất là nhiều luôn, mà họ đánh lên trên kia hết rồi sao á, đánh lên trên bãi Rau cũ rồi á, hay đánh xuống bãi dưới rồi, nó rất là nhiều luôn. À, gần đây mình thấy một chiếc kịch ca không biết đời bao nhiêu, màu đỏ tinh tươi luôn, rất là đẹp luôn. Một chiếc rời bãi tiếp tục. Mọi người thì chuyến hành trình này mình sẽ bỏ sang xe tại Việt Nam luôn nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ rời khỏi bãi Quặng. Đây đang ở chỗ bãi Quặng đây. Đây bên kia là phòng căn. Giờ là sẽ di chuyển đi xuống dưới cây sân dầu ở dưới gần bãi Việt Trung, mình sẽ sang hàng nha. Thì đến sáng thì xe mình sẽ sang cho một cái xe ở Việt Nam sang bên Trung Quốc để giao hàng nha, xe nóng luôn. Mình chở xe lạnh ra mà họ giao cho xe nóng luôn. Sao quay đồ lưu công về thế này? Thế ông không giác á. Ông không giác á. Còn đo nốt. Em kêu là rút ra đưa chứ không là ông làm người gãy luôn rồi. Gãy quên rút ngay của anh nè. Thằng lợn. Chở bên này, chở bên này. Chờ tí đang đo xong xe này thì mở. Cả chip, gỡ chip lên ra đi. Được chưa? Xuống chưa? Xuống.
bao nhiêu độ rồi? 5, 5 rưỡi. Thôi được rồi, 4 đến 6 là được. Anh cũng 3 rồi, ngày xuống nữa. Có nhà xếp xin trên đi. Xếp có 6, xếp có 6 là, xếp có 6 là. Xếp đi cho này nhảy trên câu mới quá. Đẩy đẩy luôn rồi. Thì ra thì nó lui. Thế đẩy rồi chứ. Cho nó. Mấy cái một mà ngắn ra nó 12 mét 4 ấy. Vậy chứ mấy. Quay chỗ cái độ rồi. Đang quay mà. Ui, 5.3 quá đẹp, hàng còn phấn luôn. Mềm này. Hơi mềm à. Hơi mềm. Cứng quả mềm, quả này cứng. Bao chín không? Bao chín rồi đồng. Nó già rồi. Này sợ cứng này cầm vuốt tay này. Ừ. Quả này là quả già này, chín rồi. Cứng hết. Mềm quá cứng. Mới rổ có 2-3 quả chín. Đúng rồi. Rổ đã 2 quả chín rồi. Nó ra nó chín. Quả này vẫn non thì nó cứng. Xanh thì cứng. Cái này vẫn xanh mà già. Chua không? Đớp pháp. Đớp một sán rồi. Chạy luôn. Ăn thử rồi. Đó. Tôi nhắc rồi. Hà mềm mềm nữa mà. Chú lợn. Xếp thêm hàng dưới đi, cho em tí em xếp luôn cái này vào đây. Thôi được rồi, để ngoài đi. Hay thầm. Dư ruột. Lúc lấy ra thì nó dễ mà lúc đưa vào thì nó dư hàn nè. Trên đầu buồn. Con này đúng không anh? Con này đóng con kia đúng không? Một tư dư xăng. Con này mà đóng con anh là dư xăng. Dư thì... Trời ơi, dư chứ sao đủ được. Thôi gì, xếp dây ra đây nha. Nghĩ xe nóng mà rất không đủ xe mình anh. Dư chứ không có đời là không đủ hết đó. Đóng đi, đóng đi, đóng đi, đóng đi. Đóng cho công nhân nó xem. Cái ông cứ vội nhấn lên đi nhở. Nhấn lên. Cái tờ xếp dưới chân cũng được. Đâu thiếu ở đây, xếp lên đầu. Cái ngồi đấy không cho xếp bị dở. Để em cái đồng người ta cái, bác công nhân. Thôi được rồi. Đẩy ba này vào đi. Rồi. Chết. Giữ đi.
chín đấy nhá, mềm tay đấy. Mà già thì chín thôi. Kêu mà đâu chỉ cho nó. Ấy chín mềm đây này. Già rồi. Mềm luôn này. Chúng là thùng nào cũng có 1-2 quả chín. Ok. Còn đại loại thì phải có 1-2 quả chín. Rồi chờ cái nào chín rồi lụm trái ra ăn đi. Thêm 2 cọng ra đi nhá. Này không thể nào không chín được. Không thể đâu. Thằng 2 thì không được. Thằng 2 thì không được. Để em lấy 1-2 quả. Anh ngồi dịch đi vào để anh xem từ cổng này đang đuổi ớt đầu. Như đuổi tà sợ thật đấy. Hết bỏ vào đây luôn. Không thấy người 39 mà gặp bao độ thôi. Đúng độ là được. Bây giờ biết chạy sao nữa rồi. Rồi cuối mùa mà giờ biết chạy chạy sao. Tốc độ quá 39. 46 độ thì em đang bỏ được. Bây giờ em biết chạy sao giờ. Sáng rồi em chạy như vậy vậy thôi. Chính hay không, chính rồi chính hay không em cũng chả biết. Qua Trung Quốc bỏ rồi. Bây giờ mình chả biết nó là sao. Tình nói là 39 hả? Nó ghi dùng hợp đồng thôi á. Ừ. Mới đi 3 hàng. Xa lắm. Chắc cào thì nó chạy trước rồi. Còn kèm cung gió. Cái bạc bỏ lên mà. À, đang lấy bạc thủ lên nó cột lại thôi sao rớt. Rồi, ok. Đây phải có túi chứ nhỉ. Đây anh đại gia đại gia còn có cái này. Ok mọi người, thì tối hôm qua thì sau khi mà sang hết xe qua xe nóng, mình chở xe nóng mà cuối cùng là bây giờ là sang qua xe mà lộn mà chở xe lạnh chở xe lạnh cho nhầm mà chở xe lạnh mà cuối cùng là sang xe nóng. Bạn thấy không, đơn giản mà chở lạnh mà sang nóng mà do là lý do là xe lạnh nó khá là nhiều luôn, nhưng mà xe nóng thì nó sẽ xếp tài theo kiểu xe nóng nên là xe nóng nó rất là ít xe độc kéo nóng á mọi người, nên họ mới chắc qua xe độc kéo nóng nên khi mà sang bên kia thì tài nó ít nên sang nhanh hơn. Đó, nên họ mới chuyển sang mình xe nóng nha. Rồi thì hiện tại mình chạy xuống dưới cái bãi này này, chạy hồi lúc 4 giờ sáng chạy xuống cái bãi. Bãi này là cái bãi đối diện với cái bãi Việt Trung đó. Và cũng ít xe lắm anh em ơi. Trên kia thì cũng có một số xe đang đổ để chờ bốc hàng sao thấy mở cửa cổng hết trơn luôn này. Trong kia là bãi Việt Trung này đó, em thấy không, trong đó đó là nhiều xe Trung Quốc ở bên đó, nó đang chưa râu trong đó giờ sang rồi chưa râu chưa râu